tôi được trải nghiệm thả đèn hoa đăng ở dưới đây rất là bình yên. Những bờ biển dài, những bãi cát trắng. Nơi đây chỉ nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 5 phút di chuyển thôi. Những họa tiết đó là hình ảnh của rau muống biển. Nhìn bên ngoài thấy cực kỳ đẹp nhỉ. Xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Nhà Ép. Và nhìn qua khung cảnh ngày hôm nay thì chắc hẳn là mọi người cũng đã đoán được rằng anh em chúng tôi đang ở đâu rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Nhà Ép và các bạn đang có mặt ở khu vực phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam. Nhắc đến Hội An thì mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh của làng, sông, phố. Ở làng ở đây là những làng nghề truyền thống như là làng làm gốm này, làng lụa Hội An hoặc là làng làm đèn lồng. Hình ảnh con sông thơ mộng, bình yên như là sông Hoài, sông Cổ Cò. Ngày hôm qua thì Minh Phương được trải nghiệm thả đèn hoa đăng ở dưới đây rất là bình yên. Cái những hình ảnh của phố cổ Hội An ở đây thì có từ thế kỷ thứ 16 và những cái nét đặc trưng kiến trúc ở đây thì giao thoa giữa nét đặc trưng truyền thống của Việt Nam này và kiến trúc Pháp. Thật là thiếu sót nếu mà không kể đến món ăn của Hội An. Hôm qua thì em được trải nghiệm rất nhiều món ăn ngon ở đây như là bánh mì phượng này, cao lầu hay là cơm gà ở đây. Thực sự là Hội An là một điểm đến mà chắc hẳn là mọi người sẽ không thể bỏ qua khi mà du lịch Việt Nam rồi đúng không ạ? Và thực sự là thiếu sót khi mà không nhắc đến những bờ biển xanh mướt, những bãi cát trắng cùng những rặng dừa. Và tất cả những yếu tố đó đã tạo nên nguồn cảm hứng để chủ đầu tư sáng tạo nên một dự án ở đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem là dự án này có gì đặc biệt. Ngay bây giờ thì xin mời mọi người hãy theo chân anh em chúng tôi nhé. Xin mời. Quản lý vận hành bởi tập đoàn khách sạn khổng lồ Accor. Những cái họa tiết là rau muống biển được xuyên suốt từ mặt trước mặt sau của ngôi nhà. Siêu đẹp. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở tại bãi biển An Bàng. Nơi đây chỉ nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 5 phút di chuyển thôi. Và cụ thể hơn thì chúng ta đang đứng ở bên trong khuôn viên của dự án 5 sao Grand Mercure Hội An. Đây là một dự án được đầu tư bởi công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Phú Hải và được phát triển bởi công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahut. Và đặc biệt hơn cả thì dự án 5 sao này được quản lý và vận hành bởi tập đoàn khách sạn khổng lồ Accor với hơn 5.000 khách sạn nằm ở trên hơn 110 quốc gia trên thế giới với 740.000 phòng. Và Minh Phương có thể nêu một vài ví dụ tiêu biểu về những thương hiệu mà thuộc sự quản lý và vận hành của thương hiệu Accor được không? Những thương hiệu nổi tiếng có thể kể đến như là Metropole, Sofitel, Intercontinental, Pullman, Sheraton, vân vân trải dài khắp Việt Nam. Tất cả đều là những tên tuổi mà thực sự là chúng ta đã nghe nhắc đến rất là nhiều rồi đúng không ạ? Và bản thân dự án Grand Mercure Hội An thì cũng được thiết kế với nguồn cảm hứng rất lớn từ khu vực phố cổ Hội An, như là phần đầu chương trình Minh Phương vừa giới thiệu tới mọi người. Tức là nó sẽ gắn liền với hình ảnh của những ngôi làng nghề, của những con sông và của những căn nhà phố. Cụ thể là thế nào anh? Nghe rất là lạ đúng không? Thế nhưng mà thực ra nó cũng khá đơn giản thôi. Hình ảnh của những ngôi làng nó sẽ gắn liền với khoảng hơn 118 căn biệt thự ở tại Grand Mercure Hội An với rất nhiều cây xanh và thực sự là rất yên bình. Và chúng ta khi mà dự án hoàn thiện thì sẽ có tổ hợp khách sạn với thiết kế giật cấp lên đến khoảng 11 tầng. Sẽ cung cấp cho chúng ta rất rất nhiều dịch vụ và tiện ích và chúng ta có thể đến đấy để shopping, để mua sắm, để vui chơi giải trí. Và khi mà dự án hoàn thiện thì chúng ta còn có nguyên một khu vực hồ bơi với chiều dài khoảng 300m. Và nó sẽ hứa hẹn rằng là sẽ là một cái khu hồ bơi mà có cái chiều dài lớn nhất ở tại miền Trung hiện nay. Với những tiêu chuẩn 5 sao mà xịn sò như vậy thì em thắc mắc về cái giá của nó sẽ dao động khoảng bao nhiêu tiền? Mức giá dành cho một căn biệt thự ven biển tại Grand Mercure Hội An nó sẽ dao động từ khoảng 1 triệu đô trở lên. Và đặc biệt hơn thì đối với những căn biệt thự mà có cái vị trí mặt biển. Mặt biển tức là sao? Chúng ta chỉ bất vài bước chân là sẽ bước ra biển thôi. Thì cái mức giá của nó sẽ dao động từ 2 đến 3 triệu đô. Và đặc biệt hơn cả thì trong chương trình ngày hôm nay, Nhà Ép sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn biệt thự mặt biển ở tại Grand Mercure Hội An để xem là căn biệt thự ngày hôm nay chúng ta như thế nào nhá. Xin mời. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang đứng ở khuôn viên đằng sau của căn biệt thự mặt biển với diện tích lô đất lên đến 270m2 và hiện tại thì đang có giá trị khoảng 2 triệu đô. Nhìn qua thì Minh Phương có thể đoán được phong cách thiết kế bên ngoài của căn biệt thự này là phong cách gì không? Rõ ràng là phong cách thiết kế của Địa Trung Hải nhờ những cái mái vòm cong cong. Và
Như mọi người đang thấy thì ở phía sau của căn biệt thự này chúng ta sẽ có nguyên một khu vực hồ bơi rất là rộng với diện tích khoảng 27m2, và đặc biệt hơn cả thì khu vực hồ bơi này sẽ được sử dụng hệ thống điện phân muối, do vậy thì nó rất an toàn cho da của phụ nữ và trẻ nhỏ. Đặc biệt là Minh Phương mà thích bơi thì nước ở bên trong hồ bơi này sẽ cực kỳ an toàn cho da của em, sẽ không phải lo lắng gì cả. Đứng ở đây thì không hề có mùi clo và cái nước của nó rất là xanh. Đúng rồi, ở phía xung quanh thì được ốp sàn nhựa giả gỗ, và bên cạnh xung quanh đây thì chúng ta sẽ có cả khu vực để mà ngồi phơi nắng ở ngoài trời, và cùng với đó là bàn ăn để chúng ta có thể thưởng thức những bữa tiệc cùng gia đình khi mà nhà có gì, đúng không? Không gian ở đây rất là mở, gần gũi với biển, và bên cạnh là những không gian xanh của thềm thực vật thảm cỏ ở đây. Em rất là tò mò bên trong thiết kế nó sẽ thế nào. Ok, thế thì bây giờ để đi vào bên trong ngôi nhà thì nhé, xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng lối ra vào nhé. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại mặt trước của ngôi biệt thự này. Các bạn có thể thấy là cái họa tiết ra bóng biển được xuyên suốt ở dự án. Ở bên này là những lối đi được lát gạch, và bên trên bảng tường này cũng có họa tiết này. Đúng là không hổ danh là biệt thự nghỉ dưỡng. Ở đây có rất nhiều không gian xanh, bên này có rất trồng rất nhiều cây này. Ngoài ra ở trên kia có những mảng tường rủ cây xanh xuống. Nhìn ở bên ngoài thấy cực kỳ đẹp nhỉ. Thôi bây giờ thì nhà em xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong để khám phá những không gian nội thất của căn biệt thự này nhé. Chúng ta đang đứng ở phần sảnh ra vào bên dưới tầng 1 của căn biệt thự này. Căn biệt thự của chúng ta thì có tổng cộng là 2 tầng với diện tích xây dựng mỗi tầng là khoảng 100m2. Đó. Và phần sảnh ra vào này thì sẽ dẫn chúng ta tới những không gian sinh hoạt chung ở bên trong. Dưới tầng 1 thì bao gồm những không gian ví dụ như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh chung, một phòng kho ở phía kia. Đó, thế còn khi mà bước vào bên trong không gian này thì Minh Phương có nhận xét thế nào về thiết kế của tầng 1? Khoan hãy nói về thiết kế, em đang ấn tượng bởi layout của căn biệt thự này. Rất ấn tượng bởi vì khi lối vào trực tiếp không dẫn đến không gian sinh hoạt chung mà đi qua một cái lối sảnh mà được ốp đá xương cá rất là sang trọng. Và ngoài ra cái tông màu ở trong này nó rất ăn nhập với nhau, từ gạch này xong đến đảo bếp và bộ thiết sofa ở đây. Chính xác. Và cái phong cách thiết kế của nó rõ ràng là phong cách Đông Dương Indochine rồi, rất ăn nhập với Hội An được không ạ? Đúng rồi, và khi mà đứng ở bên trong không gian sinh hoạt chung này ấy, thì anh thực sự ấn tượng bởi cái khoảng view. Chúng ta có thể phóng tầm mắt ra xa và bao trọn view biển luôn. Và để có được điều này thì phải cảm ơn cái sự xuất hiện của hệ thống cửa Eurowindow với cái tiết diện cửa rất là lớn. Và để mình demo cho mọi người xem nhé, và tại sao nên dùng cửa Eurowindow. Đây này, khi mình mở cửa ra thì mình nghe rõ là tiếng nước chảy và tiếng sóng biển ở bên ngoài. Đó, nhưng mà khi chúng ta đóng cánh cửa này lại thì không gian bên trong ngôi nhà này sẽ được trở lại với cái trạng thái rất là yên tĩnh và thư thái. Và chưa hết, bởi vì đây là một căn biệt thự sát biển cho nên là cái khí hậu của nó cũng tương đối khắc nghiệt. Do vậy khi mà chúng ta sử dụng những cái hệ thống khung cửa mà có chất lượng tốt ấy, thì mình sẽ yên tâm hơn về độ bền cũng như là chất lượng. Quay trở lại không gian ở bên trong thì ngay bên cạnh Minh Phương và Tiến Duy, đây là khu vực phòng ăn và phòng bếp của ngôi biệt thự này, được trang trí rất là đẹp mắt. Đứng ở không gian bếp này thì em ấn tượng bởi những thiết bị cao cấp nhập khẩu từ Đức của hãng thương hiệu Hafele. Và ngoài ra thì em ấn tượng bởi cái tông màu của cái đảo bếp này và cái chất liệu của nó rất là lạ mắt. Qua tìm hiểu thì anh được biết rằng đảo bếp thì được sử dụng chất liệu là đá marble Napoli, được nhập khẩu từ nước ngoài. Và cái chất liệu đá này thì nó có cái thành phần cấu tạo rất là lớn từ canxi, và do vậy thì nó có cái độ cứng cũng như là độ bền rất là chắc chắn. Em đang thắc mắc là với cái chất liệu của tốt xịn sò nhập khẩu như vậy thì khi mà mình đến ở đây thì mình có được hưởng chọn cái chất liệu như vậy không? Wow, một câu hỏi cực kỳ hay và chắc chắn là nhiều người quan tâm. Vì đây là một căn biệt thự được bàn giao theo kiểu chìa khóa trao tay, cho nên là khi mà mọi người nhận bàn giao căn biệt thự này thì chỉ việc xách vali về đây ở thôi. Và theo như thông tin mà nhé tìm hiểu được ấy, thì khi mà chúng ta nhận bàn giao ấy, có thể những thiết bị này nó sẽ thay đổi nhưng mà nó mang một cái chất lượng thậm chí còn tốt hơn.
Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy rằng là căn biệt thự này thì cũng được thiết kế rất chăm chút về mặt ánh sáng, bởi toàn bộ thiết bị chiếu sáng ấy, thì được sử dụng của thương hiệu Cara Lighting. Ấy là một thương hiệu mà thực sự là rất là cao cấp. Và khi mà màn đêm buông xuống thì đứng ở bên trong không gian của căn biệt thự này ấy, nó sẽ rất là lung linh và đẹp mắt, rất là ấm cúng. Những cái chi tiết nhỏ ở đây thôi em có thể thấy được là từ những cái hoa văn của bộ ghế sofa này là hoa mộc lan, và những chiếc lọ đề co, bình hoa đề co đều là hoa mộc lan. Nó là rất gần gũi và quen thuộc. Bộ sofa này thì nó cong cong, rất là mềm mại và uyển chuyển. Phía dưới những bộ sofa thì chúng ta còn có cả những bộ thảm, nó mang đến sự sang trọng. Và khi mà đứng ở bên trong không gian của phòng khách này, anh cảm nhận được sự nhã nhặn cũng như là tinh tế. Nó đến từ tất cả những cái chi tiết mà Phương vừa giới thiệu, đúng không? Mang lại chúng ta cảm giác cực kỳ là chill khi mà được đứng ở trong cái không gian này. Một chi tiết nữa nhé, để nói lên cái sự chăm chút cũng như là cẩn thận của chủ đầu tư dành cho khách hàng của mình, đó chính là ngay cả cái phần lối ra vào giữa sảnh và không gian sinh hoạt chung ở bên trong, thì mọi người để ý kỹ sẽ thấy rằng cái sự chuyển tiếp của vật liệu ấy, người ta sử dụng nó rất là cầu kỳ. Ở bên ngoài gạch xương cá, nẹp, phía cửa có chất liệu gỗ tự nhiên, và để ngăn cách thì có nẹp này, và bên trong này là gạch này, và gạch thì cũng không phải là sử dụng một loại gạch mà lại còn có cả viền bằng gạch bông nữa. Một chi tiết nữa này, ở bên này là những cái bàn lề và khóa cửa cũng được nhập khẩu ở thương hiệu Hafele. Bình thường em tôi sẽ không review kỹ tới mọi người như này đâu, nhưng mà đây là một căn biệt thự được bàn giao theo kiểu chìa khóa trao tay, cho nên là những cái này sau khi mà biệt thự hoàn thiện ấy, mọi người sẽ nhận được, cho nên là anh em tôi sẽ cố gắng review khá kỹ một tí. Ở đây thì hệ thống công tắc sẽ được sử dụng của thương hiệu Schneider. Toàn là những thương hiệu xịn sò thôi. Em nghĩ là những cái thương hiệu này thì rất được mọi người quan tâm khi mà quyết định đầu tư vào cái dự án này. Đúng rồi. Và ở phía dưới tầng 1 thì chúng ta còn có một phòng ngủ nữa ở bên này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua nhé. Xin mời. Đây có thể coi là phòng ngủ dành cho người cao tuổi hoặc là khách đến chơi nhà. Bởi vì nếu như người cao tuổi ở đây thì chúng ta sẽ không mất một quãng đường di chuyển rất là xa đi qua cầu thang lên tầng trên. Đó, và không gian ở bên trong này thì được bố trí hai chiếc giường với kích thước tương đối vừa phải, ở dưới có thảm, và thậm chí nhá, ở bên không gian bên này thì còn được bố trí một cánh cửa rất là rộng để giúp chúng ta có thể đi qua khu vườn ở phía sau, nơi có hồ bơi và bàn ăn ở ngoài trời. Ở khi bước vào không gian phòng ngủ này thì em thấy được sự chuyển biến giữa sử dụng vật liệu. Ở bên ngoài thì sẽ là gạch, nhưng mà bên trong phòng ngủ này thì hoàn toàn được sử dụng gỗ tự nhiên, gỗ chiêu lưu được ốp hình xương cá. Bên ngoài cũng được ốp gỗ, ốp gạch bông này, được nẹp hoa văn ở bên ngoài. Và đây sẽ là khu vực của phòng vệ sinh. Ở trong này thì có một bồn rửa mặt rất lớn và cũng có view nhìn ra mặt trước của căn biệt thự này. Ở đây thì được trang bị toàn bộ là những thương hiệu nhập khẩu của vòi của Kotler, và có những chiếc đề co rất là đẹp, không gian xanh mắt. Bên trong này sẽ là một khu vực có bồn tắm lớn, cũng độc bộ thương hiệu nhập khẩu như vậy, và cũng có view cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang ở cầu thang đi lên tầng 2. Cầu thang thì cũng được sử dụng gỗ tự nhiên từ lan can cho đến bề mặt cầu thang. Và Minh Phương thấy không, cái việc lợi hại khi mà sử dụng nguyên một cái mảng tường rất là lớn trang trí bên ngoài bằng bê tông sợi với họa tiết là rau muống biển ấy, thì nó có rất nhiều tác dụng. Đầu tiên là cách nhiệt này, thứ hai nữa là khi mà trời nắng ấy thì chúng ta sẽ có những cái họa tiết phản chiếu ở phía dưới rất là đẹp mắt, tận dụng tối đa sáng tự nhiên. Đúng rồi, đi ở cầu thang này thì không bao giờ lo tối cả. Cái tiết diện của cầu thang là rất là lớn, hai người chúng mình có thể di chuyển thoải mái. Đúng rồi. Phòng ngủ này thì có diện tích tương đối là rộng, và tất cả các phòng ngủ ở bên trong căn biệt thự này thì đều có cửa sổ để chúng ta có thể là phóng tầm mắt ra những khoảng view rất là đẹp ở bên ngoài. Và phòng ngủ này thì cũng có thiết kế một cánh cửa để dẫn chúng ta ra cái ban công ở phía ngoài, mình có thể ngồi thư giãn những cái hôm mà thời tiết mát mẻ. Bên trong căn phòng này thì cũng đầy đủ thiết bị, ví dụ như là có bàn làm việc này, tháp đầu giường này, được trang bị đầy đủ đèn. Và có một điểm mà anh cực kỳ ấn tượng, đó chính là cái sự êm ái của hệ thống đệm này, rồi gối của chiếc giường. Những cái vật liệu như vậy rất là nhỏ thôi, nhưng mà đúng là áp theo tiêu chuẩn của Accor, rất là khắt khe ngặt nghèo, và từ cái chi tiết gối này, ga giường này, hoàn toàn là xứng đáng như một khách sạn 5 sao. Ok, bên trong không gian này thì chúng ta sẽ có thêm một phòng vệ sinh nữa. Nó tương tự như phòng vệ sinh ở phía dưới, cho nên là nhà em xin phép là sẽ không giới thiệu cụ thể hơn, mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phòng ngủ cuối cùng của ngôi biệt thự này. Wow, Minh Phương thấy sao về phòng ngủ này? Đây chính là phòng master của căn biệt thự này, rất là lớn và có một tầm view nằm trên giường nhìn trọn ra biển. Quá đã luôn đúng không anh? Sao lại có một phòng đẹp như thế này nhỉ? Ở phía đằng sau anh em mình thì có nguyên một hệ thống tủ quần áo rất là rộng, cũng được làm từ cái vật liệu gỗ tự nhiên. Bên trong này thì chúng ta sẽ có thêm một khu vệ sinh khép kín nữa.
một phong cách thiết kế thì tương đồng với cả bên dưới nhưng mà diện tích của nó lớn hơn rất là nhiều. Phòng vệ sinh ở đây thì thiết kế vẫn tương đồng với các phòng vệ sinh ở bên dưới, nhưng mà nó khác một điểm là ở đây có những hai bồn rửa mặt cũng của thương hiệu Color, để khi mà sáng dậy thì chúng ta không phải chờ đợi nhau. Ở bên này thì sẽ là khu vực của phòng tắm, bồn ngâm mình, và thiết kế của nó cũng rất là lớn. Khi mình ngâm bồn ở đây thì mình có thể nhìn trọn ra view biển nhờ cái họa tiết mà của hoa rong múng biển như vậy, và vẫn đảm bảo riêng tư cho người sử dụng bên trong. Bên đối diện là khu vực của phòng vệ sinh. Quay trở lại với không gian ở phía bên trong phòng ngủ này thì mình phát hiện ra một chiếc công tắc, không biết để làm gì nhỉ? Hình như là để điều khiển hệ thống rèm thông minh. À, một chiếc remote từ xa. Đó, chúng ta có thể điều khiển đóng mở rèm chỉ bằng vài thao tác rất là đơn giản. Ví dụ cho mọi người xem nhá. Tưởng tượng mà khi ngủ dậy mình nằm trên giường, mình chỉ cần ấn cái điều khiển này thôi là mình hưởng trọn không gian ở bên ngoài. Chính xác. Và phía bên ngoài này chúng ta cũng có thêm một cái khoảng ban công rất là rộng. Đây, bây giờ thử dẫn mọi người ra ngoài xem là không khí ngày hôm nay như thế nào. Đứng và... ở đây thì cảm giác như là chỉ cần mình vươn tay ra một tí thôi là mình chạm vào tới biển rồi, đúng không ạ? Đấy, Minh Phương và mọi người thấy chưa? Biển xanh, cát trắng. Đấy, và chủ đầu tư cũng đã trồng rất rất nhiều cây cối ở xung quanh đây rồi. Và mọi người phải để ý nhá, là cái chất lượng cát đây này rất là mịn, siêu đẹp. Không biết là mọi người có đồng ý với anh em của tôi không, nhưng mà mỗi khi mà nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào thì đây luôn luôn là những cái âm thanh mà mang lại cho chúng ta cái cảm giác rất là thư giãn và thoải mái, đúng không Minh Phương? Đấy là lý do mà em yêu biển đến thế. Anh nhìn thấy này, sóng biển rất là nhẹ nhàng mà ở đây là nước rất xanh, nước cực kỳ trong nhở. Mình đi rất rất nhiều bờ biển rồi nhưng mà thực ra là bãi biển An Bàng ấy luôn luôn mang đến cho anh một cái cảm giác rất là đặc biệt, nước cực kỳ trong và sóng thì rất là dịu dàng. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì nhẽ hy vọng mọi người đã có thêm những thông tin bổ ích về dự án Grand Mercure cũng như là về Hội An. Và nếu như mọi người mà cần thêm thông tin gì thì đừng ngại, hãy liên hệ trực tiếp tới nhà F để chúng tôi có thể tư vấn cho mọi người cụ thể hơn. Rất cảm ơn mọi người đã có theo dõi chương trình ngày hôm nay của nhà F. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những chương trình tiếp theo. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ tinh thần anh em chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.